là cô nữa hả? Cô cũng muốn tới chúc mừng con trai tôi để thấy hả? Chính bản thân anh là một người cha đúng nghĩa, anh còn không dám chúc mừng con trai mình, nói gì là tôi. Vậy cô tới đây làm gì? Tôi thấy cuộc đời của anh cũng là một bi kịch, nên chảnh lòng muốn chứng kiến cái cảm giác của nhân vật trong suốt cái bi kịch đó. Tôi cũng đã từng biết nó chơi vơi lắm, cứ xoay tròn mà không có đường nào thoát ra được. Anh thấy tôi nói như vậy có đúng không? Nếu xét về khía cạnh xã hội học thì nó hoàn toàn đúng, nhưng nếu xét về khoa học thì mọi vấn đề đều có căn nguyên của nó. Mà căn nguyên của nó 90% là do nhân vật của bi kịch đó tạo ra. Nếu xét về tâm linh, người ta dùng hai chữ nghiệp chướng, còn chỉ đơn thuần nói về tâm lý chính là thói ích kỷ, sự độc đoán, háo thắng, thiếu niềm tin, gây ra bao nhiêu thảm cảnh. Trong đó có thảm cảnh của tôi và cô. Nghe anh nói hay lắm, những lời anh nói và hành động của anh luôn luôn trái ngược nhau. Bằng chứng là anh đâu có đủ can đảm. Không phải anh đang khóc hay sao? Chỉ là anh thấy mặt mũi của mình ghê sợ nên không dám xuất hiện thôi. Chứ thực tâm của anh đang tiếc cái hạnh phúc kia lắm, đúng không? Bây giờ cô muốn gì? Muốn anh chạy thẳng xuống dưới và la làng lên: tôi vẫn còn sống, chính tôi mới là cha đẻ của thằng nhóc. Không được. Tại sao vậy? Tại sao cô xúi dạy tôi hoài vậy hả? Tại sao cô xúi dạy tôi phải làm những chuyện tôi không nên làm? Cô là ma, cô không có trái tim nhân ái hả? Trái tim nhân ái à? Anh có không? Chẳng qua anh trao tuệ thương về tay Bảo Long là để hàng ngày anh vẫn được nhìn thấy cổ. Còn hơn là tuệ thương sẽ quên anh và đi lấy chồng khác. Lúc đó cô sẽ quên anh vĩnh viễn và không hề gặp anh nữa. Mưu đồ của anh thâm sâu như vậy mà anh dám nói chữ trái tim nhân ái sao? Không phải. Cô nói xạo. Cô nói xạo. Cô nói xạo. Cô nói xạo. Cô đang ở đâu? Cô đang ở đâu? Cô đang ở đâu? Như Lan à, anh uống với em một ly nha. Nếu như mà anh cảm thấy hạnh phúc đó, thì em chúc mừng. Anh hạnh phúc. Anh rất hạnh phúc. Sao đâu, bữa nay ngày vui mà. Vô nè. Vô nè em Thương. Anh xin lỗi nha. Vô. Ủa Kim sao muốn đi cưng? Tiên Ngân ơi, bẩm con nghe. Dạ. Anh hay quá ha, bình thường anh liu liu chứ mình cái anh uống vô rồi cái anh uống vô rồi cái anh dạng, anh nói dạng gì.
Ai đó? Thương Phúc, mở cửa cho anh. Em cầm đi. Anh gửi David mua ở nước ngoài về cho em đó. Cái gì vậy anh? Một chiếc mặt nạ giả da. Có cần thiết đâu. Anh lại mua làm gì? Anh không bao giờ muốn nghe nói những lời nói buồn bã của em như vậy. À, em gọi anh lên đây có chuyện gì không? Anh và tụi Thương hạnh phúc chứ? Hạnh phúc. Hạnh phúc? Hạnh phúc sao lại đi ra ngoài uống rượu? Để cho mọi người phải lo lắng. Anh nói đi. Anh chưa chịu chấp nhận tụi Thương. Dù cô ấy mang thai với em đúng không? Hay là vì sự ép buộc của em, cho nên anh phải chấp nhận. Anh không cam lòng, rồi ra ngoài say xỉn cho thỏa mãn cái bất mãn của anh. Em có biết là em hỏi anh những câu như vậy là em làm tổn thương anh như thế nào không? Nếu em muốn gặp chỉ để hỏi như vậy thì thôi anh xuống đây. Em xin lỗi. Nhưng em không cần phải xin lỗi. Em chỉ cần hiểu và thông cảm cho anh là đủ rồi. Vậy thì anh hãy giải thích cho em nghe tất cả mọi chuyện đi. Hôm đó anh quá buồn vì không thuyết phục được tuổi thương ngừng đau khổ, nên anh mới đi uống rượu. Anh uống hơi quá chén và tình cờ gặp Như Lan. Cô định đưa anh về nhà thì lại gặp vợ chồng của anh hai của tuổi thương. Thế rồi chị hai của tuổi thương phát ngôn bừa bãi, rồi bị Như Lan tát một cái. Tất cả chỉ có như vậy thôi. Em có thể hiểu được tình cảm của Như Lan dành cho anh. Vậy em cũng biết chị hai của tuổi thương là một kẻ hồ đồ như thế nào. Em chỉ hy vọng anh sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, đừng để xảy ra những chuyện đáng tiếc giống như Diễm Chi đã làm với em. Hậu quả cho đến bây giờ em vẫn còn bị ám ảnh bởi cái chết của cô ấy. Em yên tâm đi, anh biết mình phải làm gì cho đúng đắn, sẽ không bao giờ có lần thứ hai tương tự như vậy đâu. Anh uống với em nha. Không, anh đã hứa với tuổi thương là sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Còn em cũng nên hạn chế đi chứ. Không uống rượu thì anh nói phải làm gì để giết thời gian đây? Em có thể đọc sách, nghiên cứu về các vấn đề xã hội. Chẳng phải em tốt nghiệp chuyên ngành xã hội học hay sao? Còn tâm trí nữa đâu để mà nghĩ tới chuyện khác. Thôi, khuya rồi, anh xuống nghỉ ngơi đi. Em cũng ngủ sớm đi, thức khuya nhiều không tốt đâu em.
Em ở nhà, nhà lo cho các nhớ khoai là nha. Phải chăm sóc cho các bệnh nhân. Nhớ là chăm sóc bệnh nhân cho nó tình đàng hoàng nha. Nếu có chuyện gì cần thì em cứ gọi điện báo cho biết. Dạ, anh yên tâm. Dạ, sẽ hướng dẫn cho. Dạ. Thôi chị đi nha. Dạ chị đi nha. Rồi, thường lộ bình an nha mọi người. Lên xe đi. Ủa, sao em đi xe này? Tôi không đi xe này thì đi xe nào? Thôi em đi xe Hàng Long đi. Hả? Đi đi. Nhưng mà không biết giờ này anh Long đã tới chưa nữa. Chưa thấy anh điện cho con. Nghe nói cậu Long đi khám bệnh á, từ thiện á, tuốt ở trên vùng cao á, sáng mà đi á, cậu chiều mới tới á mợ. Không biết ở đó ảnh ăn uống nghỉ ngơi ra sao nữa. Trời ơi, mợ lo xa quá à. Người ta đi nguyên một đoàn bệnh viện chứ bộ. Mấy cái chuyện đó là có người lo hết trơn á. Dạ. Chắc tài tính của con hay lo xa thôi. Trời ơi, cậu Long mới đi hồi sáng à, mà mợ đã nhớ rồi. Cái điều này á hả, mợ sẽ mất ăn mất ngủ dài dài. Hả? Mợ sao vậy mợ? Sao vậy mợ? Sao tự nhiên con đau bụng quá vậy? Thôi thôi, mợ ra đây ngồi đi. Mợ ra đây ngồi đi. Đi. Ra ngồi đỡ đây đi mợ. Con đau quá vậy Sen ơi. Trời mợ. Rồi mà mợ đã tới ngày sanh chưa? Bác sĩ nói còn 2 tuần nữa mới sanh. Nhưng mà bây giờ con như vậy là trời ơi ông bà ơi. Mợ thương chuyện bụng gần đẻ tới nơi rồi nè. Không biết tuổi thương ở nhà sao rồi. Tự nhiên mình thấy không yên tâm. Mở Đi tôi về mở ra trước nha. Ra ngoài trước đi. Con đau quá vậy ơi. Có chuyện gì vậy? Trời ơi. Tuổi thương sao vậy? Hả? Trời ơi, mở đau bụng quá trời. Chắc là sắp đẻ rồi nè. Vậy hả?
chuẩn bị đồ, đưa đi bệnh viện, mau lên. Dạ, dạ, dạ. Ôi, kiểu này nó sắp sanh rồi. Chị Sen ơi. Dạ. Nhanh lên, lên ra. Dạ, dạ, dạ. Ngồi đỡ đi. Ngồi đi. Nó ngồi đỡ đi. Ngồi đây. Ngồi đi con. Ngồi đỡ đi. Ngồi đi. Nè, bà đây có chừng nha. Tôi kêu tài xế chuẩn bị xe. Thôi, 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 thôi con. Từ từ đi. Thôi, thôi, thôi ráng đi. Chị ơi. Chị ơi. Từ từ nha chị. Chị khó qua đây ngồi chút xíu nha. Từ từ thôi. Rồi dạ, ngồi đây đi gửi. Chị ơi. Thôi ráng chịu khó một chút đi. Đi qua đi lại cho nó dễ sanh. Phụ nữ á, ai cũng phải trải qua giai đoạn này rồi á mới được làm mẹ. Dạ. Nhưng mà con đau quá thím ơi. Khi nào con mới sanh được á thím? Dạ. Trời ơi, cái này làm sao thím biết được. Khi nào á gần sanh á, nó sẽ đau dồn dập, đau thúc lên mình mới đi sanh nha. Bây giờ á, nè, uống sữa không? Để tôi xuống căng tin tôi mua cho. Thôi con không uống đâu. Con không có đói. Con chỉ đau thôi. Vậy thì tiếp tục đi qua đi lại. Chừng nào có cơn đau dồn dập mới lên màn xanh được nha. Cố lên đi. Thôi đi. Đi. Nhưng mà con đau lắm thì cứ ơi. Đi qua đi lại đi. Đi. Thằng này làm gì không chịu bắt máy vậy không biết. Trời ơi, cậu Phúc, mợ Thương sắp sanh rồi kìa, mà cậu còn ở đây uống rượu bí tỉ nữa. Nói thiệt nghe, tới tôi đây nè, còn không ưa nổi cậu, đừng nói ai. Có chuyện gì mà dì lên đây vậy? Nếu là cơm nước á, thì đừng nói tới. Mợ Thương đang vượt cạn ở trong bệnh viện á. Chị nói gì? Tụi Thương sanh rồi hả? Chưa có sanh, chị mới chuyển dạ thôi. Nhưng mà coi bộ đau dữ lắm cậu ơi. Trời ơi, khổ thân mợ ghê. Có một mình mà đi biển ở trong á. Vậy Long đâu? Anh Long dạ, đâu? Dạ, cậu Long đi công tác xa, một tuần nữa mới về. Anh nghe này Thiên Phúc. Anh đang ở đâu vậy? Tụi Thư sắp sanh rồi. Anh còn vẫn đang ở ngoài đường hả? Anh tới bệnh viện gấp đi. Anh đang ở rất xa. Anh Long, em gian xin anh đó. Anh đừng để tụi Thương đau đớn một mình như vậy. Tụi Thương rất cần có anh bên cạnh ngay lúc này. Anh có hiểu không? Thôi được rồi. Để anh tính rồi anh gọi lại nghe. Dì Sen. Gì cậu? Dì Sen. Vậy là tôi sắp được làm cha rồi. Tôi dạ, sắp làm cha dạ, rồi dì Sen. Đau, đau, tôi đau, làm cha đau, rồi. Bỏ tay ra, đau, đau. Tôi xin lỗi dì. Tôi làm cha rồi. Tôi làm cha rồi dì Sen. Trời ơi, uống nữa. Sao cậu kỳ quá à, vui uống nữa là làm sao? Tôi không uống nữa. Thật là ngại quá vì chưa tới nơi mà phải xin phép anh quay về nhà gấp. Nhưng nhà tôi có chuyện gấp, không thể để tuần sau giải quyết được sao? Tại chuyến này có rất là nhiều ca khám thuộc về chuyên môn của cậu đó. Thiệt tình là tôi không muốn làm ảnh hưởng đến công tác của đoàn. Nhưng mà rất mong mọi người thông cảm. Tôi phải về Sài Gòn ngay bây giờ.
Có chuyện gì mà phải về gấp vậy anh Long? Bà xã chuyển bụng sanh, nghe nói là sanh non và không an toàn lắm, cho nên tôi không thể vắng mặt. Trời ơi, thiệt vậy hả? Chúc mừng anh nha. Bác sĩ Bảo Long, chúc anh mẹ tròn con vui nha. Cảm ơn cô. Chúc mừng anh. Chúc anh Long có quý tử đầu lòng nha. Dạ, cảm ơn chị. Rất cảm ơn mọi người. Thôi nhanh chân lên đi, có cần tôi đón xe vào giờ không? Nếu mà lý do chính đáng như vậy á, thì cậu cứ việc về liền đi, chúng tôi sẽ làm thay phần cậu. Nhưng mà tôi nói trước á, chuyến công tác lần sau tôi sẽ bắt cậu trả nợ gấp đôi. Dạ, đi đường à, cẩn thận. Dạ. Có chuyện gì á, cứ nói với tôi. Tôi quen nhiều người bên khoa sản lắm á. Dạ, cảm ơn anh. Thôi, tranh thủ về cho nó sớm đi. Dạ. Dạ. Cảm ơn mọi người dạ, nha. Dạ. Công việc còn lại dạ, mong mà mọi người giúp đỡ đi dùm. Thượng lộ bình an nha. Về tới Sài Gòn tôi dạ, sẽ gọi. Thượng lộ bình an nha anh. Rồi. Bye nha. Bảo Long ơi, anh có con rồi sao? Tôi thương, tôi thương, tôi thương. Em sao rồi? Hả? Bảo Long, em đau quá Bảo Long ơi. Tôi thương, em cố gắng lên. Không biết có sao không nữa, nhưng mà em đau quá. Anh đâu ngờ em sanh sớm như vậy. Anh xin lỗi nghe. Tôi thương, ráng lên em à. Em có thấy bớt đau chưa? Em đau lắm Bảo Long à, em đau lắm. Ây da. Ráng đi em. Ây da. Đó là lúc thai nhi trở đầu đó. Bà mẹ nào cũng phải trải qua giai đoạn này hết á. Em cố gắng lên đi. Ai nói cho anh vậy? Chú Bằng gọi điện thoại cho anh đó. Bác sĩ à, bác sĩ, bác sĩ ơi, bác sĩ, vợ tôi sắp sanh rồi. Tôi thương ở trỏng rồi. Chắc là tôi thương xanh rồi đó, gì xem. Bác sĩ à, giờ tôi sanh chưa? Dạ anh sanh nhanh lắm, một bé trai 3,5 kg. Một bé trai hả? Dạ. 3,5 kg hả? Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Con trai 3,5 kg. Cậu Phúc ơi, cậu có con trai rồi cậu Phúc ơi. Hai cha con ông uống ly cà phê cho nó tỉnh táo. Phúc ơi, con ốm quá. Dạ, con không sao đâu. Má đừng có lo lắng quá. Con thấy trong người khỏe lắm. Ừ. Con nó đã nói vậy, bà không phải lo lắng nữa. Bây giờ á, tập trung á, lo cho cháu nội đích tôn mình đi. Ừ.
Alo, Tuyên Phúc hả? Tôi thương đã sanh rồi. Một bé trai khấu khỉnh và mạnh khỏe lắm. 3,5 kg. Nó khóc to lắm. Vậy hả anh? Em được làm cha rồi. Anh Long, tôi thương có khỏe không? Em yên tâm đi, không sao đâu. Vì mới sanh xong, mất sức, còn mệt lắm. Nhưng mà bác sĩ nó không sao hết. Cô ấy nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏe lại thôi. Dạ, anh cố gắng chăm sóc cho Tuệ Thương thay phần của em nghe chưa? Anh biết rồi. Anh vào với Tuệ Thương đây, em nghỉ ngơi đi. Dạ dạ dạ, cảm ơn anh. Bà má ơi, Tuệ Thương sinh con trai, bà má có cháu nội đích tôn rồi. Dạ. Mọi sự là do trời sắp đặt. Bây giờ á, để chị Sen vào bệnh viện chăm sóc Tuệ Thương, còn bà đó kiếm cái gì đấu á để bổ dưỡng cho người có công, sinh ra cháu nội đích tôn cho bà. Đi đi. Tuệ Thương à, em muốn chút sữa cho ấm bụng đi. Lát nữa dì Sen sẽ mang cơm vô cho em. Dạ. Bảo Long à, em thấy anh cũng mệt rồi đó. Suốt đêm qua anh thức trắng với mẹ con em. Hay là giờ anh về chợp mắt một chút để lấy lại sức đi anh. Anh có mệt gì đâu. Em mới là người cần phải nghỉ ngơi đó. Bây giờ em cứ uống sữa đi, rồi nằm ngủ một giấc cho nó khỏe nha. À, anh Long, anh xin cho em về nhà được không? Dù gì em cũng đã sinh nở bình an rồi. Không được đâu em à. Em phải ở đây 3-4 ngày cho bác sĩ chăm sóc rồi mới về nhà. Nhưng mà em thấy em nằm ở đây cực cho nhiều người quá, mà nhất là anh. Anh còn công việc ở bệnh viện nữa. Đưa cho anh. Em yên tâm đi, anh đã xin nghỉ phép á, với lý do là vợ sinh con đầu lòng. Em không cần phải suy nghĩ về chuyện này. Nhiệm vụ của em bây giờ á là ăn uống thiệt nhiều để có nhiều sức khỏe rồi lo cho con chứ. Dạ, chú Thiêm mới tới ạ. Cháu từ đâu? Con chào chú Thiêm. Ồ. Dễ thương quá vậy. Ông, cái mặt của nó giống hệt như cái mặt thằng Thiên Phúc mới chào đời vậy đó ông. Nè, cái nhân trung sâu vậy á, tức là tiếp người đàn ông sống rất tình cảm, đúng không? Tình cảm giống ông á, hay giống bác Công, ba của Bảo Long vậy kìa. Thôi để tôi, cho tôi ẵm em bé trước nha. Tôi mà ẵm em bé đầu tiên hả, là em bé sẽ ăn ngon nè, ngủ kỹ nè, mập thù lù giống tôi vậy. Nè, cháu nội của tôi, sao chị lại giành? Trời ơi, sao tôi dám giành? Tại tôi tình nguyện chứ bộ. Trời ơi, nó giống ba nó quá ông ơi nè. Mắt nè, mũi, miệng y chang như ba nó vậy đó. Ghét quá nè, con ơi. Chị bồng cháu cưng của tôi á, nhẹ nhẹ thôi. Nó mà khóc á, tôi đền chị đó nha. Thôi vậy tôi trả ông nè, giao ông. Mời mốt có về nhà tôi ẩm sao. Rồi đó. Cháu nội của ông dễ thương quá à. Bà dễ thương quá à. Bà bồng nó đi, bồng chút. Được đi. Được tôi. Qua bà nội nghe con, đừng khóc nha. Ừ.
Cảm ơn cháu. Cháu đã vì gia đình chú mà hy sinh quá nhiều. Chú nói vậy có nghĩa là con không thuộc về gia đình của chú sao? Chú không có ý đó. Chú muốn nói lúc nào cháu cũng sống tốt với mọi người. Gia đình chú đã mắc nợ cháu quá nhiều. Những thứ con làm có là gì so với công ơn của chú thím nuôi dưỡng con cho tới bây giờ, cho con ăn học thành tài cho tới ngày hôm nay. Bây giờ chú chỉ biết trông chờ vào cháu. Còn Thành Phúc sống mà coi như đã chết rồi. Chú nghĩ đến mà đau lòng đứt ruột. Chú à, chú đừng có nghĩ như vậy. Thiên Phúc chỉ nhất thời chưa vượt qua được những cơn sốc. Khi nào ổn định được tâm lý thì Thiên Phúc sẽ bắt đầu đối diện với cuộc sống hiện tại thôi. Chú rất mong tới ngày đó. Hy vọng khi nhìn thấy giọt máu của mình, Thằng Phúc không còn mặc cảm, chán đời mà rượu chè bé bét. Lúc nó nhận được tin tại thương sinh con, nó đã khóc. Hình như cháu đang lo lắng điều gì đúng không? Nếu cần giúp đỡ, cháu cứ nói ra. Dạ, đâu có gì đâu chú. À, chú có thấy Thiên Phúc sử dụng mặt nạ chưa? Chú thấy, quả nhiên chiếc mặt nạ có thể giúp Thành Phúc che giấu những vết tích thảm hại. À, nè cháu. Cháu có nghe con Tệ Thương nói về chuyện đặt tên cho đứa bé chưa? Dạ rồi. Tuệ Thương muốn đặt tên cho con trai của mình là Thiên Ân. Thiên Phúc, Thiên Ân. Chà, cái tên nghe hay và phù hợp đó chứ. Dạ. Làm gì mà giờ này chưa đưa cháu nội của tôi về nhà nữa chứ? Bà cũng đôn đóng cháu nội về nữa sao? Cháu nội của tôi chứ phải của riêng mình ông. Mà tôi biết tôi sai rồi, sao ông cứ nặng nhẹ tôi hoài vậy? Ai biểu bà cứ ác cảm với Tệ Thương chi? Mỗi lần á nhìn thấy nó là tôi nghĩ đến thằng con trai bất hạnh của mình. Nếu mà nó không có xuất hiện thì thằng Tiên Phúc đâu đến nổi. Thôi đúng rồi, lúc nào bà cũng vậy hết. Làm sao tôi không cao có với bà được. Cháu nội tôi về. Vô đi, vô. Cháu đâu? Cháu nội tôi đâu? Hả? Ừ. Đây thì cháu nội tôi về rồi. Mà ông nhớ hùng nhẹ nhẹ đó nghe. Bà khỏi phải dặn. Tôi biết cách hôn cháu nội tôi mà. Để anh dìu em đi. Mà em bước chậm chậm thôi. Cẩn thận đó. Dạ. Yeah.
Vậy là từ nay em và anh Long đã là một gia đình trọn vẹn rồi. Ủa, anh Long đâu rồi? Anh ở trong phòng. Ủa, anh Long, anh sao vậy? Anh có sao không? Hình như anh bệnh rồi đó. À, chắc là không sao đâu. Hôm nay tôi thương sanh con. Anh lăng xăng với lại lo đó đứa nhỏ. Vui quá, thành ra thiếu ngủ một chút. Anh bị sốt rồi đó. Em đã nói rồi, anh cũng phải lo chú tâm cho sức khỏe của mình chứ. Anh đừng có ỷ lại. Anh muốn lấy gì? Cảm ơn Như Lan. Tôi nói là tôi không sao mà. Lát nữa tôi sẽ uống thuốc. Bây giờ Như Lan cứ yên tâm mà đi ra ngoài trực đi. Nếu không sẽ không có ai xem ca trực hết. Đi đi. Có cần phải như vậy không? Nè, ẩm đi cậu. Nè, cậu có hung á thì hung nhanh nhanh lên ngang. Để tụi ẩm em bé xuống dưới chứ không thôi mợ thương mở nghi ngờ là mệt lắm. Hung hết gì hung hết đại đi, lẹ lên. Con ơi, có nhận ra ba không? Hả? Nhận ra ba không? Trời ơi. Bé Thiên Ân mới có được bao nhiêu ngày đâu mà nó nhận ra cậu. Bé Thiên Ân chắc còn không thể nào biết được sự hiện diện của ba đúng không? Nín, ba thương, ba thương nha. Nín đi con, nín đi ba thương mà. Nín nha. Rồi, ba nè, ba thương mà. Ba thương nha. Đến đi. Có phải tại gương mặt xấu xí của ba làm cho con sợ đúng không? Cậu. Thôi mà, ba thương mà. Sợ cậu nha con. Cậu đừng có như vậy. Hả?
Rồi rồi rồi, ba không làm cho con sợ nữa. Nín đi con, ba xin lỗi, ba xin lỗi nha, ba xin lỗi nha. Vậy ba sẽ đeo mặt nạ hoài để cho con đừng sợ ba nữa nha, nha con. Qua anh ngất xỉu, làm tôi phải cấp cứu cho anh đó. Tôi ngất suốt đêm qua. Sức khỏe của ông đang xuống cấp đó. Đừng có giỡn ông bạn. Chắc có lẽ dạo này công việc của tôi nhiều quá nên không có thời gian chăm sóc bản thân. Vậy là cả đêm qua tôi làm phiền mọi người sao? Đâu có gì đâu mà phiền. Bác sĩ á thì phải lo cho bệnh nhân chứ. Anh Long à, mà anh nên giữ gìn sức khỏe. Tôi thấy hệ thần kinh của anh đã có vấn đề đó. Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng chú ý hơn. Đi đây. Long nó về chưa chị Sen? Dạ chưa. Mà ngộ ngang, mỗi ngày á giờ này là cậu về rồi đó, mà sao bữa nay giờ này không thấy tâm hơi gì hết trơn. Chắc là lại hợp hạnh hay hỏi chẳng gì nữa rồi. Suốt ngày bận rộn với công việc. Mà Thiên Ân tới giờ này nó cũng chưa có ngủ nữa ông. Tôi với mợ thi nhau nhổ á, mà nó cứ ê a khóc hoài à. Chị lên ẩm thằng nhỏ xuống đây. Dạ. Chắc là nó khó chịu chứ gì. Mợ thường nói là tại vì em nó nhớ hơi cậu Long. Mà thiệt ông ơi, hễ có cậu Long ở nhà là nhỏ nó ngoan lắm kìa. Cứ bú xong rồi ngủ một giấc vậy đó. Thôi chị cứ lên lo dạ, cho nó đi. Giờ tôi lên ẩm xuống. Chắc trên đời này không có hoàn cảnh nào e lệ giống như con, đúng không Thiên Phúc? Thằng Long làm sao á, gọi hoài không bắt máy, không biết có chuyện gì xảy ra với nó không. Thì ông gọi điện thoại đến bệnh viện hỏi thăm, biết đâu á tụi nó đi ăn liên quan rồi nó uống rượu nhiều quá rồi quên đường về. Bà này, thằng Long xưa nay á tánh tình nó làm sao á tôi biết, bà biết,
không bao giờ đi qua đêm mà không báo mình hết á. Bà không thương không quan tâm nó thì thôi, đừng có nghĩ xấu về nó nữa. Tôi nói có một câu à, mà ông làm gì ông làm lớn chuyện dữ vậy? Không thương không quan tâm tới nó, tôi đâu có cho ông đem nó về nhà này nuôi nấng dạy dỗ cho nó, để bây giờ á nó cũng trở thành ông này ông nọ với người ta. Alo, cho tôi hỏi, có phải phòng trực khoa ngoại không? Cho tôi gặp bác sĩ Bảo Long. Cái gì? Thằng Long bị sao? Mà không thấy ai báo về hết vậy? Cảm ơn vì đã báo tin, gia đình tôi sẽ tới đó ngay. Ủa chú, anh Long anh bị làm sao vậy chú? À, nó đi công tác đột xuất, điện thoại nó quên sạc pin nên không liên lạc được. Chú đừng có giấu con biết anh Long chắc chắn đã xảy ra chuyện gì mà. Chú thím cho phép con ra ngoài để con vô bệnh viện coi tình hình anh Long thế nào nha chú. Chú đã nói rồi, không có gì là không có gì mà. Cháu mới sanh nở đâu có ra đường được mà đòi đi. Cứ nhà chờ đi, rồi á xong công việc á nó về thôi. Dạ, nhưng mà chú, riết rồi cái nhà này á toàn những người khó ưa, còn khó hiểu nữa chứ. Ủa, anh tỉnh rồi hả? Anh làm em lo quá trời luôn. Như Lan, sao em lại ở đây? Trực xong sao không về nhà đi? Em ngồi canh chừng cho anh cho hết chai nước dịch này được mà. Nhưng mà em đang thắc mắc là tại sao lại ra nông nổi này? Không có gì đâu em à, tại tuổi thương mới sanh. Anh chăm sóc vợ rồi cứ thích ẵm con trai nên không ngủ nhiều. Mà em cũng biết rồi đó, thiếu giấc ngủ thì dễ tụ huyết áp lắm. Em biết là anh không có tin tưởng em mà. Long, con bị sao? Chú, mà không báo về nhà anh tiếng vậy? Con không sao đâu chú à. Anh còn nói không sao mới lạ đó. Anh lo chăm sóc cho bản thân mình một chút đi, đừng có để xảy ra như vậy nữa. Con định chịu đựng mọi chuyện một mình đúng không? Lúc nãy con tệ thương nó đòi tới đây, nhưng chú cương quyết không cho vì sợ nó buồn. Con không sao đâu, chú đừng có nói gì với tụi thương hết nghe chú. Con chỉ hơi choáng, nghỉ ngơi là khỏe lại liền ha. Anh nghe nè em. Anh không sao đâu, em đừng lo. Mợ. Dạ. Ông chủ với cậu Long về rồi kìa. Đâu, đưa ba bọng cái coi. Thì ghét quá. Thì ghét chưa? Nhóc con coi nhà quậy quá, làm cho mẹ khóc luôn phải không? Chị Sen. Dạ. Chị coi dọn cơm đi. À, sao có? Rồi mời bà chủ xuống ăn luôn. Chú cháu tôi đói dữ lắm rồi đó. Dạ. Đó là bổn phận của tôi mà. Trời ơi, ghét chưa? Chú coi nè, cái miệng của nó trúng chím. Thì ghét không? Đó. Xuống đạp năng lượng đi, rồi lát nữa tha hồ á mà giữ con giúp vợ. Dạ. Ôi, xin chào. Dạ, cảm ơn. Chúc mừng anh chị. Dạ, chúc mừng anh. Dạ, cảm ơn.
Thôi, mình qua kia đi em. Dạ. Ôi, cháu nội của ông dễ thương quá ha. Đâu, em bé tới rồi. Cho cô coi coi nè. Trời ơi, giống anh Bảo Long dễ sợ ha. Nhìn khỏi bị lạc. Trời ơi, dễ thương quá à. Đẹp trai quá à. Mai mốt lớn lên á, làm diễn viên nha con. Tụi nó có đúng không Bảo Long? Ồ, cười cái mặt này thấy ghét không? Ừ. Nhóc ơi, dễ thương quá à. Rồi, chúng ta nâng ly chúc mừng vợ chồng Bảo Long xin được quý tử đi mọi người. 2, 3, vô. Chúc mừng hạnh phúc nhân đôi của hai vợ chồng bác sĩ Bảo Long nha. Chúc năm nay có nếp, năm sau có tẻ nha. Dạ, em cảm ơn. Rất cảm ơn mọi người. Chị Đinh Thương, khỏe không chị? Khỏe. Lúc này tiệm chị làm ăn được không? Mấy đứa thợ của chị nó có giỏi hơn tụi em nhiều không chị? Cảm ơn cưng đã hỏi chuyện làm ăn của chị nha. Nhưng mà chị nói cho mấy cưng biết nè, nhờ mấy cưng đi khỏi cái tiệm của chị á, cho nên chị có nhóm thợ khác. Mà cái nhóm thợ khác này á, từ Hàn Quốc về. Nên cái tiệm của chị á, làm ăn phát đạt dữ lắm. Vậy hả? Có mới nói nhàn. Chứ thời buổi này bơm nó cũng nhạy lắm. Đụng vô nó nổ banh nhà lòng luôn đó nghe chị. Cái thằng kia. Người ta đang chú ý nhìn em kìa. Em ăn nói cho đàng hoàng lại chút. À, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ôi kìa kìa kìa, em bé kìa, em bé kìa. Ôi, dễ thương quá à. Tể Thương, hay em cho chị nuôi thằng nhỏ này nha. Trời ơi, gan ghê vậy. Mới mấy tháng trước còn đi làm thuê, làm mướn cho Đà Lạt. Rồi giờ mới có chuẩn bị làm chủ rồi xin con gì nuôi. Trời ơi, nuôi cái miệng còn nôn nổi, bà đặt xin giỏi vậy bà đòi. Hả, kệ tôi. Trời đất ơi, ông bị bệnh gì vậy hả? Ông coi thường tôi dữ vậy. Trời ơi, tôi không có khinh thường hả, nhưng mà đây là con của cô Tuyệt Thương chứ không phải là con của cô. Im miệng, yêu nghiệt. Thôi, mọi người đừng cãi nhau nữa. Em sẽ để Thiên Ân làm con nuôi của cả ba người. Mẹ Uyên Viên, ba Dũng Anh, thì mẹ Tiểu Nhật. Anh nói thiệt nha, anh thích con nít lắm nhưng mà chỉ hung thôi. Chứ nuôi thì tôi sợ lắm, tôi sợ lắm. Vậy ra chỗ khác chơi đi. Em, chỗ này chỉ dành cho những người có địa vị. Không nuôi, để tôi nuôi nha. Im miệng, yêu nghiệt. Ông kia, nhớ đó, để tôi nuôi. Em đi nha, mọi người cứ tự nhiên. Như Lan à, anh uống với em một ly nha. Nếu như mà anh cảm thấy hạnh phúc đó, thì em chúc mừng. Anh hạnh phúc, anh rất hạnh phúc. Sao đâu, bữa nay ngày vui mà. Anh xin lỗi nha. Yo. Ủa, Kim sao muốn đi cưng? Tiên Ân ơi, bẩm con nghe. Dạ. Anh hay quá ha, bình thường anh liếu liếu chứ mình cái anh uống vô rồi cái anh uống vô rồi cái anh dạng, anh nói dạng gì.
anh Long và Tuệ Thương rất đẹp đôi. Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Mày sao vậy Phúc? Mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch của mày mà. Đáng lẽ ra mày phải thật tâm vui mừng mới phải chứ. Tại sao mày phải khóc? Phải bao lớn để thay ba chăm sóc cho mẹ Tuệ Thương cho con. Ba thương con nhiều lắm. Thương ơi, ba muốn được ôm con vào lòng. Thương ơi, sinh nhật với con trai của ba nè. Ba không khóc. Ba uống cho con coi. Thấy không, ba không khóc. Ba muốn mừng sinh nhật của con. Ba mừng sinh nhật của con nè. Là một người cha đúng nghĩa, anh còn không dám chúc mừng con trai mình, nói gì là tôi. Vậy cô tới đây làm gì? Tôi thấy cuộc đời của anh cũng là một bi kịch, nên chảnh lòng muốn chứng kiến cái cảm giác của nhân vật trong suốt cái bi kịch đó. Tôi cũng đã từng biết nó chơi vơi lắm, cứ xoay tròn mà không có đường nào thoát ra được. Anh thấy tôi nói như vậy có đúng không? Nếu xét về khía cạnh xã hội học
thì nó hoàn toàn đúng. Nhưng nếu xét về khoa học thì mọi vấn đề đều có căn nguyên của nó. Mà căn nguyên của nó 90% là do nhân vật của bi kịch đó tạo ra. Nếu xét về tâm linh, người ta dùng hai chữ nghiệp chướng. Còn chỉ đơn thuần nói về tâm lý chính là thói ích kỷ, sự độc đoán, háo thắng, thiếu niềm tin, gây ra bao nhiêu thảm cảnh. Trong đó có thảm cảnh của tôi và cô. Nghe anh nói hay lắm. Những lời anh nói và hành động của anh luôn luôn trái ngược nhau. Bằng chứng là anh đâu có đủ can đảm. Không phải anh đang khóc hay sao? Chỉ là anh thấy mặt mũi của mình ghê sợ nên không dám xuất hiện thôi. Chứ thực tâm của anh đang tiếc cái hạnh phúc kia lắm, đúng không? Bây giờ cô muốn gì? Muốn anh chạy thẳng xuống dưới và la làng lên: tôi vẫn còn sống, chính tôi mới là cha đẻ của thằng nhóc. Không được. Tại sao vậy? Tại sao cô xúi dạy tôi hoài vậy hả? Tại sao cô xúi dạy tôi phải làm những chuyện tôi không nên làm? Cô là ma, cô không có trái tim nhân ái hả? Trái tim nhân ái à? Anh có không? Chẳng qua anh trao tuệ thương về tay Bảo Long là để hàng ngày anh vẫn được nhìn thấy cổ. Còn hơn là tuệ thương sẽ quên anh và đi lấy chồng khác. Lúc đó cổ sẽ quên anh vĩnh viễn và không hề gặp anh nữa. Mưu đồ của anh thâm sâu như vậy mà anh dám nói chữ trái tim nhân ái sao? Không phải. Không phải. Cô nói xạo. Cô nói xạo. Cô nói xạo. Cô đã ở đâu? Cô đã ở đâu? Cô đã ở đâu? Em sai rồi. Em nằm ngủ một chút đi em. Hôm nay đầy tháng con, em vui quá. Em uống hơi nhiều một chút. Không sao. Em có biết là hôm nay em đẹp lắm không tuệ thương? Em cảm thấy chóng mặt vì nhức đầu quá. Em đẹp lắm. Anh yêu em, tuổi thơ. Anh hôn em đi. Ôm em đi, Thiên Phúc. Thiên Phúc ơi. Thiên Phúc, hãy ôm em thật chặt, Thiên Phúc.
Em yêu anh nhiều lắm Thiên Phúc. Hãy ở lại với mẹ con em đi anh. Anh muốn đi đâu vậy Thiên Phúc? Mẹ con em cần anh mà Thiên Phúc. Đừng bỏ mẹ con em mà anh. Thiên Phúc à, Thiên Phúc. Chào em. Dạ thôi em xin phép. Dù anh có chuyển đơn vị công tác, liệu anh có chuyển được trái tim của mình đặt đúng vị trí như vốn dĩ của nó không? Em nói gì anh không hiểu. Chỉ là anh cố tình không hiểu thôi. Buổi tiệc đầy tháng của Thiên Ân có ít nhất hai người đàn ông và hai người phụ nữ không thật sự hạnh phúc. Em đang nói cái gì vậy? Em không tin anh không hiểu những ẩn ý của em muốn nói. Như Lan à, anh xin em đó, em đừng làm anh khó xử thêm được không? Anh đang hy sinh vì cái gì vậy hả anh Long? Gia diện của anh kém lắm, anh có biết không? Bởi vì đơn giản, anh không có khả năng làm diễn viên. Tuệ Thương rõ ràng không yêu anh không hề hạnh phúc. Sao anh cứ cố gắng tỏ ra là mình hạnh phúc mỹ mãn trước mặt mọi người vậy anh Long? Như Lan à, em đang nói gì vậy? Em làm sao mà hiểu được tình cảm trong lòng anh và Tuệ Thương chứ? Em hiểu. Bởi vì em cũng là người đang yêu, và em cũng nhận diện được đâu mới là tình yêu thực sự. Trong cuộc đời này có những chuyện thuộc ngoại lệ như Lan à. Đúng. Nhưng kể cả ngoại lệ, nó cũng không thể miễn cưỡng mà. Em nói anh nghe đi. Em hiểu tận tường sự việc này như thế nào. Em nói thử anh nghe. Tại sao em cứ cố miễn cưỡng chuyện đó? Đối với em là hoàn toàn tự nhiên. Em biết là em không đáng gì để cho anh bận tâm. Em cũng không gây khó dễ cho anh đâu. Nhưng nếu một ngày nào đó em biết anh thực sự hạnh phúc, em sẽ đào quyệt vùi chôn tình cảm của mình. Nhưng mà thôi, em không nên trút bầu tâm sự với anh làm gì. Chỉ có điều là hôm nay tháng bé Thiên Ân, em đã nhìn thấy Thiên Phúc nấp trên tầng cao nhất của nhà anh rồi. Dì Sen. Dạ. Khi nào dì mới rảnh hả dì? Chi vậy mợ? Dạ, anh Bảo Long ở đi công tác tuần sau mới về. Con tính rủ dì đi siêu thị với con, mua một ít đồ cho Thiên Ân. Lúc này nó lớn, đồ mặc chợt hết trơn,
không mua đồ mới cho nó mặc nó khó chịu. Nè, có bà chủ ở nhà, Ẩm Thiên Ân lên gửi bà chủ coi cháu đi. Tôi bữa nay cũng muốn đi siêu thị nữa, sắm ít đồ. Trời, con chưa bao giờ nghe gì nói gì muốn mua đồ hết, lạ nha. Chứ tôi hỏi mợ chứ, tôi có mình ơn. Ha, rồi tối ngày ở nhà hà, cô đi đâu sắm đồ? Nghe nói bà chủ bà sắp về quê, tính mua vài món đồ á để gửi về quê cho mấy đứa cháu. Dạ. Ờ, dì Sen nè, con có nghe anh Long ảnh kể lại là hồi nhỏ dì chăm sóc cho ảnh kỹ lắm, đồ đạc của ảnh là một tay dì mua sắm hết, nên là bây giờ ảnh không biết mua sắm gì hết, phải vậy không dì? Cậu Long tội nghiệp lắm cô. Nhường nhịn cậu Phúc đủ thứ trơn. Có lần cậu Phúc chạy theo trái banh lăn ra giữa đường á, chút xíu đó là bị xe đụng. Cậu Long cậu bất chấp xe cộ, chạy ra lôi cậu Phúc vô lề đường được, mà cũng chút xíu nữa là mất mạng đó. Trời ơi, lần đó tôi sợ quá, tôi ôm cậu Long tôi khóc quá trời luôn à. Vậy còn anh Phúc thì sao hả dì? Cậu Phúc á, tính tình thì rất tốt, nhưng có điều á, về sự ôn hòa chín chắn thì thua xa cậu Long. Nhưng mà được cái là hai người á, thương yêu nhau như anh em ruột từ hồi nào tới giờ á mợ. Dạ. Nhưng mà dì gần với anh Phúc hơn hay là với anh Long hơn? À, với cậu Long. Tại vì cậu Long mồ côi cha mẹ từ hồi mười mấy tuổi. Còn nói cậu Phúc à, cũng một tay tôi chứ bộ, một tay tôi nuôi đó. Nhưng điều cậu Phúc là con một, ông bà chủ cưng lắm. Thành ra mình ít có khi mà được mình gần cậu. Dạ. Nè, mợ, dạ. Giờ mời Ẩm Thiên Ân lên gửi bà chủ đi. Đó, rồi cái tôi lao cái nhà, rồi tôi với mợ đi siêu thị. Đi lẹ, về sớm. Ở nhà thằng nhóc này không có mợ đó hả? Nó khóc bể nhà luôn. Đi mợ. Dạ. Hôm nay đoàn chúng ta làm việc rất là tốt. Đã khám và chữa cho hơn 300 bệnh nhân. Tôi cũng xin thay mặt ban lãnh đạo cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Và cũng mong rằng anh chị em hãy cố gắng phát huy hết cái lòng nhiệt huyết của mình để mà cho đoàn chúng ta hoàn thành cái công tác đầy ý nghĩa này. Trưởng đoàn, em có ý kiến. Mời em. Chuyến này về, đoàn mình nên đề xuất khen thưởng bác sĩ Bảo Long. Vì sáng nay mặc dù anh ấy bị bệnh, nhưng anh ấy đã làm việc hết năng suất của mình, đã khám và chữa bệnh cho rất nhiều bệnh nhân. Dạ đúng rồi đó trưởng đoàn. Vậy bây giờ bác sĩ Long mới phải nằm nghỉ nè, trong khi mọi người đang còn rất vui. Những đóng góp của bác sĩ Bảo Long chúng tôi biết rất là rõ. Vì vậy các anh chị em cứ yên tâm, giờ chúng ta chỉ lo cho sức khỏe của bác sĩ Bảo Long. Nếu mà ngày mai tình hình không ổn á, chắc là để cậu ấy nghỉ thêm vài ngày. Huyết áp anh thấp, để tôi tiêm cho anh một mũi nha. Chắc bà xã nhớ chồng nên gọi hỏi thăm phải không? Nếu anh không ngại á, tôi sẽ đọc tin nhắn cho anh nghe. Nhìn anh mệt mỏi như vậy á, tôi không yên tâm tí nào hết. Bà xã của anh cũng quan tâm anh quá chứ. Tôi thấy á, tôi còn ghen tị nữa đó. Hay là tôi gọi chị lên thăm anh.
Mai á, sẽ có người lên chăm sóc anh rồi. Chỉ có bà xã anh á, mới giúp anh hết bệnh thôi. Ngày mai á, anh sẽ phải cảm ơn tôi rồi. Dạ thưa chú mới về. À, có chuyện gì mà hớt hải quá vậy cháu? Chú ơi, đồng nghiệp của anh Bảo Long mới vừa báo tin cho con, anh đang bị bệnh nặng đó chú. Trời, cái thằng còn yếu, tự nhiên tình nguyện lên dùng cao làm gì? Sao cháu không cản chân nữa lại? Bây giờ mình làm sao hả chú? À thì... Chắc gì cậu Long đau buồn quá nên cậu Long mới như vậy. Nhiều khi á, cậu không khỏe cậu cũng đi nữa. Chị nói lung tung cái gì vậy? Có chuyện gì mà khiến Bảo Long nó buồn chứ? Chị phát biểu á, mà không sợ người khác buồn hay sao? Ông chủ ơi, ông cho tôi lên đó tôi coi tình hình của cậu Long như thế nào. Mợ ở nhà mà coi chừng Thiên Ân nghe mợ. Không được gì Sang, chị cứ ở nhà đi, con sẽ đi. Chăm sóc ảnh là nhiệm vụ của con mà. Vậy rồi còn Thiên Ân? Không sao đâu, chị cứ cho nó bú sữa đúng giờ, có gì thì gọi điện cho con. Thôi, thống nhất vậy đi, để Tiểu Thương đi. Bây giờ á, chú gọi tài xế tới. Cháu lên lo đồ đạc đi, đi nhanh còn về chăm sóc cho thằng nhỏ nữa. Thôi, cháu lên đi. Dạ, con xin phép chú. Ừ. Chị Sen. Dạ. Chị ngồi đây. Chị nói năng không cẩn thận, không sợ Tệ Thương nó buồn sao? Vậy thì tôi phải nói tình hình của cậu Long cho mợ Thương hiểu. Rất nhiều đêm khuya, cậu Long không ngủ, thức thật khuya rồi bỏ đi ra ngoài. Tôi đều biết hết. Tôi thấy tôi thương cậu Long quá ông chủ à. Nhưng chị phải tế nhị một chút chứ. Nói như lúc nãy là không nên. Tệ Thương nó đã đặng lòng với Thiên Phúc nên không thể trách được. Dạ, tại tôi lo quá nên tôi lỡ lời. Thôi giờ tôi lên trển tôi phụ mà Thương dọn đồ, với lại coi chừng nhỏ luôn. Bệnh tình của cô không sao, mời cô sang bên kia lấy thuốc. Em bị bao lâu rồi cô? Cháu bị mấy hôm nay rồi, cháu nó cứ khóc, không có chịu ăn gì hết. Tôi phải cho cháu nuốt nước cháo không đó bác sĩ. Cháu có biểu hiện lạ quá. Sao cô không cho cháu đi khám sớm mà để cháu ở nhà vậy? Hiện giờ rất là nguy hiểm. Bây giờ cô cho cháu vào trong đi, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi cháu. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Anh vô trọng xem bệnh nhân ra sao. Sao, có mệt lắm không? Thì cũng phải cố gắng thôi anh. Người ta đã cất công đến đây để chờ mình. Nếu trong lúc này anh làm việc mà choáng á, thì anh phải dừng ngay. Đừng có để té xỉu trước mặt mọi người như hôm bữa nữa. Tôi không sao đâu, tôi khỏe mà. Hy vọng là vậy, nhưng đừng coi thường sức khỏe của bản thân. Hối hận không kịp á. Thôi, cố gắng nha. Dạ, cô bác đây à? Dạ. Dạ. Chị nhớ ăn uống điều độ nha. Mời chị qua bên kia lấy thuốc. Dạ. Bác Tám, bên này là bác Tám. Ông bị đau lưng, ông đi từ từ nè. Từ từ. Rồi sao?
Thôi bây giờ mình cho mình cho mượn cái cây gậy đi để chống đi. Cái gậy đâu trời, tôi đâu có gậy đâu mà đi chống. Sao ơi, mình sao đâu mà khi đó. Dạ con cũng vừa mới tới. Con thấy ảnh rồi. Dạ, để con coi ảnh như thế nào rồi con gọi điện trả lời cho chú. À mà chú nè, chú nhớ nhắc dì Sen là cho Thiên Ân bú sữa đúng giờ nha chú. Dạ, con biết rồi, con cảm ơn chú. Cô phát thuốc cho cô này đi cô. Từ từ. Wow. Trời ơi. Đây rồi hả con? Trời. Bà Sen này hư quá. Trời ơi, hư quá rồi. Tè rồi, ức dẹp rồi. Nằm đây nha, bà lấy tả thay con nha. Ngoan nha. Lại đây, lại đây. Em nằm nửa ra nè. Trời ơi, chị ơi. Chị làm gì cũng chậm rì à, đứng lên đi. Tôi thay cho em cho. Ui trời ơi, bà nội thay tả cho em nha. Thôi, chị làm gì làm đi, để nhỏ tôi coi cho. Chị nhớ, đưa chìa khóa phòng của thằng Phúc á, để tôi ẩm Thiên Ân lên thăm ba nó. Dạ, dạ sợ cậu Phúc không đồng ý á bà. Cái chị này kỳ không? Con tôi muốn lên thăm lúc nào tôi thăm chứ sao chị bắt buộc tôi vậy? Chị lấy quyền gì á mà chị cấm cản tôi? Kỳ quá. Dạ, tôi đâu có dám. Nhưng mà tôi sợ. Sợ cái gì mà cái gì? Kêu đưa thì cứ đưa đi. Đưa cho con. Vậy Phúc, con đưa cho má đi. Để nó sợ con, đưa đây. Đây là con của con mà. Phúc, má nói với con rồi. Má biết là má có lỗi, nhưng mà má đã nói với con bỏ qua cho má rồi. Con đừng có giận má nữa nha. Đưa Thiên Ân cho má ẩm để nó sợ đó con. Đây là con của con mà. Con kỳ quá. Má. Má biết là má không đúng với con rồi. Nhưng mà má đã nói con tha thứ cho má. Sao con cứ giận má hoài vậy Phúc? Kìa con, đưa đem cho má. Con của con. Phúc. Con không nghĩ là sẽ tha thứ cho má đâu. Thiên Phúc của má ngày nào bây giờ đã chết rồi. Cuộc đời của con không còn gì nữa hết. Tình yêu, sự nghiệp và tương lai đã chấm hết rồi. Má nghĩ con có thể quên chuyện này một cách dễ dàng hay sao? Phúc, ý con muốn má phải làm sao đây? Tất cả đối với con bây giờ dường như là vô nghĩa. Phúc, con cho má cơ hội chuộc lỗi nghe Phúc. Sự lạnh lùng của con đối với má là sự trừng phạt kinh khủng đối với má. Má đừng nói gì nữa hết. Bây giờ con chỉ muốn ở bên cạnh con trai của con mà thôi. Anh thấy trong người sao rồi? Bây giờ em thấy tận mắt rồi. Em đã chịu tin anh chưa? Anh có bị gì đâu. Anh khỏe như là lực sĩ gì đó. Còn làm trò nữa. Gương mặt phờ phạc của anh đã nói cho em biết anh bị bệnh rồi. Anh không bị gì thì tại sao đồng nghiệp của anh nhắn tin cho em nói là anh bị xỉu? Chắc là do họ thấy em cưng anh quá cho nên họ bày trò chọc em. Anh không sao thiệt mà. Nếu mà anh bị ngất á
Thì sáng nay ai dám cho anh đi khám bệnh cho bệnh nhân ở đây? Em thấy có đúng không? Nhưng mà tình hình của anh bây giờ không thể nói là khỏe được. Hay là mình về thành phố đi anh. Nhà anh, mình đi luôn anh hả? Em nhìn đi, ở đây bệnh nhân đang chờ khám rất đông. Làm sao anh có thể bỏ về được? Anh không thể bỏ họ mà về giữa chừng được. Nhưng mà anh cũng phải biết lo cho bản thân mình chứ. Anh là bác sĩ mà tuổi thương. Niềm vui chính của anh đó là nhìn thấy mọi người khỏe mạnh. Nhưng mà nếu như anh lỡ đổ bệnh thật, thì làm sao anh có thể khám cho bệnh nhân của anh được? Anh vẫn còn nhiều cơ hội để chữa trị cho họ mà anh. Ở đây em thấy cũng còn rất nhiều bác sĩ mà. Tuệ Thương, em thực sự lo cho anh, hay là chỉ muốn làm tròn bổn phận trên danh nghĩa của mình? Anh Long à, anh thấy mệt đúng không? Nghe lời em, mình đi về đi anh. Không, anh không sao. Em ở đây chờ anh một chút nghe. Anh tới nói với bác sĩ trưởng đoàn, rồi anh sẽ đưa em về chỗ nghỉ ngơi em ha. Chỗ anh ở đây nè. Em nghỉ ngơi một chút cho khỏe, rồi ăn uống trở về thành phố với con. Anh Bảo thì Long, gần đã khác sữa mẹ đó. Chỗ ở đơn sơ vậy, đêm xuống lạnh sao anh chịu nổi. Em ngồi đi. Chỉ ít ngày thôi, có gì đâu mà không chịu nổi. Tụi anh đã quay với môi trường sống lưu động như vậy rồi, có những chỗ còn tệ hơn nữa, phải giăng bạc để ngủ nữa kìa. À, em có mua một ít đồ dùng và thức ăn cho anh. Em để quên trên xe mất rồi, để em gọi cho anh Cường. Thôi, không cần đâu em. Em cứ chịu anh hoài, mai mốt anh sẽ hư đó. Trời, anh yên tâm đi, anh không hư được đâu. Chỉ có em và Thiên Ân suốt ngày được anh lo lắng, hai mẹ con em mới hư thôi. Cảm ơn em nhiều lắm. Hu. Nè, tụi này á ghen tị với bác sĩ Bảo Long lắm đó nha. À, và mọi người đã bàn tính và đưa ra một quyết định cuối cùng. 1, 2, 3 nhường phòng cho đôi vợ chồng trẻ. Không cần đâu, bà xã mình ở lại một chút rồi về thành phố ngay mà. Không kịp đâu, trời đang chuyển với ông. Có gì ở đêm nay đi rồi mai tính tiếp. Ừ, đúng rồi đó. Nhưng còn thằng nhóc ở nhà nên bà xã mình phải về. Ừ, chuyện thằng nhóc ở nhà khỏi lo, nó có ông bà nội nó lo rồi. Quyết định về đi nha. Ừ, đi đi đi. Ừ, đi đi đi, 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 đi. Trời, bạn anh vui tính quá. Anh Long nè, giờ mình tính sao hả anh? Phải công nhận vợ bác sĩ Bảo Long thương chồng thiệt đó nha. Anh mới đi công tác mà đã khăn gói lên thăm rồi đó. Có gì đâu, tại chị không biết đó thôi. Chị quan tâm anh Bảo Long dữ lắm. Ngày nào chị cũng mang cơm tới bệnh viện cho chồng ăn, không bao giờ để anh ăn cơm ở ngoài căng tin hết á. Thấy chưa em Lan, người ta có phước á, được vợ cưng quá chừng à. Thôi rồi còn chị đó em ơi, chỉ còn lại chăn dăm thôi. Chị cảm thấy vui lắm hả chị Minh? Hí
Cậu cần phải để cho bé Thiên Ân nó nằm xuống đi, cho tay chân nó thoải mái. Cứ ẩm hoài như vậy á, nó mệt người đó cậu. Thiên Ân á, nó dễ thương như vậy nè, làm sao tôi xa nó được hả? Mà tôi thương khi nào mới về hả gì? Cậu nhớ mợ thương hay là cậu sợ không có nhiều thời gian để gần con hả cậu? Chắc là cả hai. Hồi nãy á, mợ có kêu điện thoại dặn dò tôi chăm sóc Thiên Ân. Mợ nói là mai mợ mới về tới đó. Nè nằm ngoan nha, ba cho bú sữa nha. Tối nay hai cha con mình ngủ với nhau nha. Rồi ngoan nè, ngoan. Ước gì ngày nào ba cũng được chơi với con như vậy ha. Cậu ráng chờ đi, khi nào mà mợ thương đi vắng hoặc là ngủ sai á, tôi lén đem thằng nhỏ lên cho cậu hôn. Không thôi á, cậu cứ gặp hoài á, mở sanh nghi á thì chết á. Muốn không? Muốn không? Sức khỏe của bà rất là tốt, nhưng bác nhớ là phải ăn uống điều độ nha. Mời bác qua bên đó, họ sẽ phát thuốc cho. Dạ dạ. Anh Long, coi chừng ghi lộn toa thuốc đó nha. À. Em thấy không, bây giờ em đang là mục tiêu của mọi người đó. Sợ không? Theo anh, bây giờ em phải làm sao đây? Phải tập làm quen thôi. Ai biểu em lo cho anh quá làm chi. Cậu ơi, thác thuốc lẹ lẹ để tôi về tôi còn đi bán nữa. Dạ cô xin lỗi bà. Dạ của bà đây. Trời ơi, tôi không phải tên này, lộn tên rồi cô ơi. Dạ, vậy bà tên gì vậy? Nguyễn Thị Tú. Bà bị đau mắt hả? Dạ, đau mắt. Đây à, cô xin lỗi bà. Tao thuốc của bà nè. Thấy không, thấy không? Tôi mà không nhắc là cô phát lộn thuốc cho dạ, tôi rồi. Dạ, cô xin lỗi. Dạ. Cô làm việc mất tập trung như vậy, vô trong nghỉ đi, để tôi làm thay cho. Cứ phát lộn thuốc như vậy á, mất uy tín tập thể y bác sĩ hết, và rất là nguy hiểm cho bệnh nhân nữa. Dạ em xin lỗi, em sẽ làm việc tốt hơn à. Rút kinh nghiệm lần này đó nha. Dạ. Bảo Long tuệ thương, các người thư thả nhẫn nhơ, trong khi lòng tôi đầy sóng gió.